Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 10 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 10 này, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truyền côn. Đối với cách truyền côn thứ nhất, các bạn cầm ở giữa thân côn. Đó, sau đó chúng ta kéo thân côn về thế thủ cơ bản trên cánh tay như clip trước mình đã hướng dẫn. Tiếp theo chúng ta truyền sang bên tay trái với cái thế thủ tương tự, thì chúng ta nhả cái thân côn trên ra và vuốt côn để đưa sang trái như thế này. Đó, sau đó chuyển sang phải. Đó, rất nhẹ nhàng đúng không ạ? Thì bây giờ bạn Đức có thể tạm đứng ra ngoài để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật của kỹ thuật truyền này nhá. Đây, chi tiết nó như sau này. Các bạn đưa côn lên như thế này. Với điều kiện là các bạn chú ý này, như cái thế thủ lần trước mình đã dạy ấy, chúng ta sẽ không để thẳng như thế này, chúng ta không để ngang như thế này, chúng ta để chéo một góc 45 độ như thế này nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo này, khi đấy ấy, cái điểm bắt côn của chúng ta là ở giữa phần bắp tay như thế này. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đây cho các bạn xem, ở giữa bắp tay như thế này, chứ không phải ở đằng sau này, cũng không phải đằng trước này. Khuỷu tay là ngang bằng vai, các bạn nhớ nhé, ngang bằng vai như thế này, không để trễ xuống như thế này. Đó, thì chúng ta mới có cái tư thế bắt chuẩn được. Chúng ta đây, mình sẽ chuyển từ bên trái sang bên phải cho các bạn xem. Chuyển này, bắt này, nó sẽ là bắt chuẩn ở đây. Nếu như các bạn không phải là ở cái khung chuẩn như thế này ấy, thì các bạn chú ý này, khi mà các bạn đây mình đứng dọc này, khi các bạn bắt hẹp như thế này thì sẽ côn nó sẽ ở đằng sau để dọc này, và cái này nó về sâu ấy, côn ở đằng sau các bạn sẽ bị tìm côn và thường lấy cái tay này tìm côn như này để kéo đi, thường bay về đây rồi mình mới kéo côn thế này đi là sai này. Đấy, chúng ta phải đưa côn về đây này, hãm về đây và tay của chúng ta để sẵn ở đây để bắt nó về đây nhá, lại nhá, bên này nhá. Đấy, lại này, đưa về bắt ở đây. Cái kỹ thuật mà kéo truyền côn ấy, kéo côn từ dưới lên ấy, chúng ta nhớ thẳng cái tay ra đây này, kéo thẳng tay thẳng ra này, vuốt thẳng ra cho dây côn căng ra, rồi đưa lên cao rồi đưa về đây một cách nhẹ nhàng đấy nha. Đấy, về nhẹ nhàng như thế này. Đấy, tay của chúng ta, hai tay nó cầm ở giữa thì khi mà bắt ở đây cũng phải cầm ở giữa. Đấy, chúng ta căng này, căng làm sao cho chuẩn này, không để bị như thế này, tìm côn như thế này. Rồi, phải tìm côn như này, phải tìm côn như này, vuốt côn đi như này là chúng ta bị động, chúng ta nên chủ động đặt tay ở đây để chờ nó nhé. Lại này, bắt này, và chúng ta, các bạn nếu mà tập bắt côn ấy, các bạn đứng tại chỗ và các bạn đánh lên nha, bắt này, đưa xuống, đánh lên, bắt, đưa xuống, cho nó quen đi nhé. Nhớ này, khi đưa lên ấy, cái tay này chạm vào đây rồi cái côn nó mới về để chúng ta bắt nhé. Đây, chạm, bắt, chạm, bắt, chạm, bắt. Đấy, nó là như vậy. Đấy, giờ mình sẽ truyền cho các bạn xem này. Đưa thẳng ra, cái thân côn nó, cái đầu côn này này, cái đuôi côn bay phải thẳng vào giữa nhá. Đây, chứ không phải là đưa ra ngoài như này, đưa ra ngoài như này, đưa ra ngoài này, nó bị ngửa tay và nó sai này. Khi chúng ta đưa thẳng vuốt lên và về đây nó sẽ chuẩn cái tư thế hơn, và nó có mục tiêu hơn. Ví dụ như đối thủ trước mặt mình đánh một cái là vào cằm, một cái vào cằm. Đấy, giờ ok, giờ bạn, mình sẽ miêu tả cho các bạn thực tế như sau. Giờ là bạn Đức có thể đốt tặng cái mũ này vào. Đây, sau đó mình sẽ lấy côn để miêu tả cho các bạn xem. Với cái lòn hất ngược từ dưới lên. Đây, kéo quay vào. Đấy, đây là đối thủ đứng ở trước mặt chúng ta này. Nếu như chúng ta mà để xem nào, lùi nửa chân, ok, đó như này nhá. Khi chúng ta tập luyện, chúng ta cũng có mục tiêu như vậy. Không có mục tiêu, chúng ta tưởng tượng hoặc là chúng ta tập ở đánh vào cái lá cây nó rủ xuống ấy. Đấy, khi đấy này, thủ lên này nhá, hất lên này. Đấy, nó phải vào đây, rồi đưa lên, hất lên, nó vào đây đưa lên. Đó, đó, nó phải vào giữa như vậy. Chứ nếu như các bạn đánh ở ngoài này thì nó sẽ không chuẩn, không có cái đường nào ở ngoài này cả.
không trúng mục tiêu. Đó, nhưng khi các bạn đánh vào giữa này, đó, đánh này, đó, nhớ là khi kéo lên nó cũng phải vào giữa đường nhá. Nào, lên. Có sợ không? Lên này, đấy, lên. Đó, đấy, cái đòn hất lên này nó rất là quan trọng. Khi thủ, thế này cũng là một đòn tấn công, nên là các bạn chú ý nhá. Hất lên phải trúng vào cằm, đấy. Trúng đường này, trúng đường này. Đó, kéo mũ lên, ok, đấy, đấy là mình giới thiệu cho các bạn kỹ thuật là như vậy. Giờ bạn Đức sẽ thực hiện cái động tác này và mình sẽ giảng cho các bạn xem nhá. Đây, bạn Đức ra đây. Nào, chú ý. Up. Đó, truyền này, các bạn thấy không, truyền đi. Em truyền liên tiếp đi, nhẹ nhàng thôi. Các bạn nhớ tập nhẹ nhàng thôi nhá. Cái góc tay mở một góc 45 độ bắt nó sẽ chuẩn hơn là việc để dọc hoặc để ngang bè ra quá. Và nhớ là cái tay nó đón cái thân côn bay về ở bắp tay. Các bạn cố gắng tập động tác này thật chuẩn như bạn Đức đang tập nhá. Đó. Giờ tiếp theo nâng cao của động tác này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Bạn Đức ở thế thủ cơ bản, sau đó bạn truyền sang bên tay trái, kết hợp một số 0 ở giữa. Khi đến giữa này, ngoáy đúng giữa tâm. Đó, lên, tiếp. Đó. Đó. Chính xác. Đấy là chúng ta kết hợp một số 0 rồi mới đưa lên. Nó vừa là hãm lực cho chúng ta. Đó. Đó là cách truyền côn. Động tác thứ nhất. Đó, bạn Đức tăng tốc lên một chút nào. Ok. Giờ bạn Đức có thể ra lấy cái túi bóng dài kia, rồi làm cái đích cho anh. Gặp lại. Gặp lại làm cái đích. Dơ ra. Bỏ tay ra. Đấy, tôi về cầm vào. Cầm gần lên một chút nữa. Rồi các bạn chú ý này. Các bạn ở nhà, các bạn tập ấy, thì các bạn nên có một cái đích. Ví dụ như là cái quần, các bạn treo cái quần vào cái móc quần ấy, sau đó thả cái ống quần xuống. Khi tập ngược lên thì các bạn tập truyền ngược lên, các bạn tập có mục tiêu thì hất vào cái ống quần thì là nó sẽ có tác dụng là giúp cho các bạn căng được cái mục tiêu nó chuẩn hơn. Em đứng lùi ra một chút. Ok, đấy nhá. Mình lên này, bây giờ lên này, lên này. Đây, lên này. Lên này. Lên. Đó. Đó. Tức là khi mà đánh vào thì là nó hai cái nó đều phải trúng mục tiêu để có thể đạt được như vậy. Ok, thì các bạn chú ý như thế này này. Đấy nhá, đánh lên này, các bạn giữ nguyên tay rồi mới đưa lên này. Sau đấy đánh lên, giữ nguyên tay rồi đưa lên. Đấy, chú ý này. Đây, giữ nguyên tay, các bạn giữ như thế này, sau đó đưa lên. Đây, đó, thẳng tay ra giữ, đưa lên này, thẳng tay ra giữ, đưa lên. Cái đường côn của các bạn sẽ có chung một mục tiêu dù các bạn có quay 100 cái hay là đi chăng nữa. Thường thì sẽ quay 2 cái, nhưng mà 2 cái này đánh ấy, thì nó phải có cùng một mục tiêu. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tập động tác truyền côn qua lưng đây. Như sau này, chúng ta sẽ truyền như sau. Để côn như này này, sau đó hất lên như này, bắt chéo sau lưng, rồi đưa sang hất, bắt chéo sau lưng, bắt chéo sau lưng như này. Đó. Đó, bắt. Bắt. Đấy, giờ bạn Đức có thể quay lưng lại để hướng dẫn cho các bạn. Rồi. Đó.
Các bạn chú ý là khi chúng ta hất xuống dưới thì khi lên đến trên chúng ta gần về đến lưng, côn về lưng chúng ta hãm côn lại. Giờ bạn Đức kết hợp thêm một số 0 nữa nào. Đúng rồi. Ok, thôi. Đó là động tác truyền côn qua lưng. Tiếp theo chúng ta tập đến động tác truyền côn qua cổ. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác truyền côn qua cổ như sau. Chúng ta cầm vào giữa thân côn như thế này, sau đó truyền qua, bắt lấy và đưa ra. Tiếp theo truyền ngược lại và đưa ra như thế này. Để làm được như vậy nhìn thì rất là đơn giản, nhưng mà đối với các bạn mới tập thì nó sẽ dễ gây chấn thương cho các bạn. Dễ gây chấn thương như sau này. Cái thân côn nó sẽ dễ đập vào phần gáy và phần trên đầu của chúng ta như thế này. Để tránh được những cái điều đấy ấy, thì các bạn cần chú ý như sau. Thứ nhất là chúng ta đưa thân côn làm sao bay ngang này, ngang tầm cổ của chúng ta, bay hết ngang sang đây, sau đó mới đưa vào đây. Tay đưa sâu vào đây, đừng để xa như này. Mà bắt thì là nó sẽ không chuẩn này, nó sẽ đập vào đây. Chúng ta đưa sâu vào đây này, côn bay qua đây và chúng ta bắt lấy. Nhưng các bạn nhớ để an toàn thì các bạn làm như sau này. Khi các bạn bắt đầu đưa tay lên trên như thế này thì là cái tay còn lại của chúng ta này đã để vào đây rồi, để vào phần cổ này. Đây, mình sẽ để cho các bạn xem gần hơn nhé. Đây, mình sẽ để vào phần này, che một phần đầu của chúng ta này, và che phần cổ. Đây, tay đặt vào đây và cái ngón cái của chúng ta đặt xuống vai như này. Đấy, đơn giản thôi. Đây, đấy, xòe ra như này nhé. Đấy, đặt vào đây để chúng ta chờ cái côn này về và chúng ta bắt lấy như thế này. Đó, đây về là nó chỉ rơi vào đây thôi, rất đơn giản. Các bạn có thể tập chưa cần bắt, các bạn cứ đưa ngang ra sau đó chờ côn về như thế này. Đấy, tay nó tự nắm lại như này thế thôi. Và chú ý là cái khuỷu tay của chúng ta ấy, để khép vào như này chứ không để cao quá như này nhé. Để cao quá như này nó kênh nhau nó rất chi là khó. Đấy, nó tự đẩy nhau và tạo cho chúng ta một cái khoảng cách ở đây, khoảng cách so với cổ ấy, chúng ta cần phải hạ thấp xuống và để hai tay sát cổ như này thì chúng ta mới dễ làm nhé. Đây lại này, đưa ngang này, đặt tay vào và bắt bung ra này, bung ngang ra nhé, bung đều hai tay ra cho nó cân đối này. Tiếp theo này, lại đưa sang này, tay này đặt vào đây và chờ côn về, lại bung ra, rất đơn giản thôi. Đặt vào, bung ra, bắt lấy, bung ra. Các bạn chú ý là có thể là bạn sẽ là như thế này, các bạn đưa cái thân côn, cái tay cầm côn vào phía trong và các bạn bắt ở ngoài như thế này cũng được, rồi đưa ra, tức là đưa côn vào trước rồi bắt như này đưa ra cũng được. Hoặc các bạn đây, các bạn đưa cái tay bắt côn vào trong trước đưa ra cũng được, nhưng mình khuyên là các bạn nên đặt cái tay bắt côn vào trong trước, sau đó ép xuống chờ cái thân côn còn lại bay về rồi chúng ta bắt. Cái đấy nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta. Bởi vì nếu như mà bắt sai thì nó sẽ đập lên đây. Đó, hoặc đập vào gáy như này, nó sẽ nguy hiểm. Nên là cái tay cầm côn chúng ta để đặt vào đây. Đặt vào như thế này. Đây này. Đấy, các bạn nhớ nhé, nó phải khép khỉu như này và để ở đây. Ok, giờ bạn Đức vào thực hiện cho các bạn khác cùng xem. Đó. Rồi, giang hai tay ra. Đấy, bạn giang hai tay ngang ra nhé. Sau đó lúc đưa sang là đường côn nó cũng ngang nhé. Chuẩn bị. Up. Ok, đó, sau đó tay kia tương tự. Bây giờ là tay phải đặt vào trong rồi mới đưa tay trái sang, nhớ chưa? Up. Sang. Ok, bạn làm liên tiếp. Đó là động tác truyền côn qua cổ. Đường côn phải đi ngang so với cổ, dâng ngang sang. Đó, không nên để chéo nhá. Cứ ngang sang như vậy. Ôi, giờ bạn Đức chú ý này. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp xoay thêm một số 0 ở trước mặt rồi chúng ta mới bắt. Giờ xoay thêm số 0 chúng ta sẽ hãm được lực và sẽ dễ hơn này. Xoay, up. Rồi, sang. Xoay. Rồi. Tiếp tục. Đó.
Những động tác truyền côn này rất là đơn giản, nhưng mà yêu cầu các bạn phải tập làm sao cho nó thật chuẩn xác để chúng ta có thể ghép vào những đòn vụt và đòn đánh về sau này nhé. Hiện tại là mình mới chỉ hướng dẫn truyền, còn vụt thì là về sau. Chúng ta sẽ tập nâng cao lên dần. Ok, rồi. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách truyền côn qua cổ kết hợp qua háng như sau này. Đây, truyền côn qua cổ chúng ta để lên ở thế thủ này đi. Trước tiên chúng ta truyền qua háng trước, mình và bạn Đức sẽ làm trước này. Up, đánh xuống, truyền qua cổ, bung ra. Đó, rồi đưa lên. Đó, lại nha. Lên này, đánh qua háng này, đánh qua cổ này, bung ra này. Đó, đấy là truyền qua háng rồi truyền qua cổ. Sau đó nếu muốn tập liên tiếp ấy, chúng ta lại truyền sang tay trái này. Truyền này, đưa truyền tay trái này, truyền sang, đưa lên, đánh xuống, háng, rồi đưa lên, bắt, rồi đánh sang trái, rồi lại truyền sang phải, truyền sang, đưa lên, lại đánh xuống, lên, truyền sang phải. Đó, đối với cái động tác này chúng ta cần chú ý như sau này. Khi chúng ta đánh từ trên xuống như thế này thì các bạn phải chú ý, nếu như các bạn để cái phần côn này, thân côn nó đập vào hạ bộ của chúng ta sẽ gây chấn thương nặng. Đó, vì thế nên là chúng ta căng làm sao cho cái phần mà tiếp xúc với cái phần hạ bộ của chúng ta nó chỉ là phần dây qua háng thôi. Đây như sau, để hướng dẫn cho. Đấy nhá, đánh xuống này. Đó, các bạn nên làm nhẹ nhàng đã, sau đó chúng ta bắt ở đằng sau. Đây, đánh xuống chúng ta bắt ở đằng sau như này. Sau đó chúng ta đưa lên như này rồi bung côn ra. Đó, rồi bạn thức thực hiện nhá. Vị, thủ lên. Up. Đấy, em cứ chuyển sang rồi làm hai tay cho các bạn xem. Em có thể làm chậm thôi, chậm nhưng vẫn phải đủ lực để bắt được côn ở cổ, nếu không nó sẽ rơi côn. Rồi một lần nữa nào. Rồi đánh xuống nào. Rồi chuyển qua. Thôi, ok. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là chuyển côn đảo tay ngang thông như sau này. Các bạn vẫn để côn thế này, sau đó các bạn đánh sang như thế này. Hoặc đơn giản nhất, các bạn để côn sang như thế này, các bạn đánh sang hông, sau đó để thân côn bật ra chúng ta bắt như này. Lại đánh sang hông, để thân côn bật ra chúng ta bắt như thế này. Chú ý như sau này, đây là cái chú ý các bạn cần lưu ý này. Khi các bạn đánh sang này, đánh sang đây thì để thân côn nó bật ra một cách tự nhiên. Đây, nó tự bật ra nhé, nó tự bật ra như này. Khi đấy cái tay này các bạn ngửa này, đánh vào đây này, côn bật ra thì ngửa tay ra, ngửa tay này ra lại nhá. Đánh sang này, ngửa ra này. Thì khi ngửa ra này, khi đánh sang rồi tay này các bạn đưa xuống thế này. Đây, đưa xuống thế này. Và chờ thân côn bay ra các bạn bắt lấy. Đánh sang, chờ thân côn bay ra các bạn bắt lấy. Đây, như thế này nhé. Đó. Với một cái lưu ý để cái động tác này nó thành công nhất như sau. Các bạn đánh sang này, bạn nhả ra, nhả kịp thời và tay này bắt kịp thời, gần như là mình bay côn này. Đấy, nhớ là cái tay bắt côn là phải để lên trên nhé. Đây, nếu như các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy mình nhả cái thân côn ở dưới trước khi tay trên bắt lấy thân côn còn lại. Đó là làm chậm nhé, làm nhanh này. Nếu như các bạn là không bắt được côn kịp thời, nó sẽ bay thân côn đi. Đó, đây như này, bắt, đánh, bắt. Ok, rồi bạn Đức thực hiện. Vị, để ngang thôi, chưa cần phải để trên cao. Rồi, đánh sang, up. Các bạn chú ý thấy là cái tay bắt của bạn ấy là sẽ phải đảo từ dưới lên trên. Đấy, cứ đảo từ dưới lên trên rồi ngửa bàn tay ra để chờ thân côn còn lại bay ra rồi bắt lấy. Ôi, bạn Đức quay lưng lại và làm cho các bạn xem. Chuẩn bị. Up.
Thôi, mà Đức xoay ngang. Rồi, chuẩn bị. Up. Đó, các bạn có thể thấy. Hold. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh kết hợp số 0 và số 8 dọc ở trong cái động tác đảo tay ngang hông này. Đấy nhá, mình sẽ đánh sang trái, sau đó bắt lấy. Cái lúc này là lúc quan trọng này, các bạn nhả thân côn ra và xoay xuống một số 0 ở trong như thế này. Đấy nhá, xoay số 0. Sau đó đưa lên đầu rồi đánh ra như này. Xoay số 0 rồi đánh số 8 dọc này. Bật ra số 0 này, lên thành số 8 này. Bật ra này, số 0 thành số 8. Bật ra số 0, số 8, bật ra. Đấy. Đây, mình sẽ đứng ngang cho các bạn dễ hiểu nhé. Đây. Bắt này, xoay vào trong, đưa lên đầu. Đánh, xoay vào trong, đưa lên. Đánh. Các bạn nhớ là tay để sát đầu như này thôi nhé. Đây, tay để sát đầu thế này, đánh xa. Đó, các bạn cứ tập truyền như vậy đã nhé, chưa cần phải phát lực. Phát lực chúng ta sẽ tập ở những clip sau. Tập nhẹ nhàng như này thôi, tập nhẹ nhàng nhưng thuần thục như này. Chúng ta có thể tăng tốc lên một chút. Ok, bạn Đức ra thực hiện nào. Nào, chuẩn bị. Up. Đó, khi thực hiện thành thục thì các bạn sẽ thực hiện được động tác này. Thôi. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác truyền côn sau thắt lưng. Để thực hiện động tác này, chúng ta sẽ cầm côn ở giữa thân côn như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đưa thân côn theo chiều ngang nhé, chiều ngang này sang bên hông còn lại. Chúng ta sẽ kéo ngược lại. Các bạn chú ý nhé, lúc kéo ấy chúng ta sẽ để côn nó sát với thân người, chứ không được đưa rộng như thế này thì nó sẽ khó thực hiện. Hoặc là ngửa cổ tay này, các bạn chú ý nhé, để thân côn nó sát với người như này, kéo. Sau khi kéo được rồi ấy, chúng ta sẽ kéo sang đây này, chúng ta sẽ lấy tay còn lại bắt lấy thân côn đây. Chúng ta bắt như này. Đó. Các bạn chú ý là bắt thì bắt ở hai tay bắt ở đối xứng với nhau này, giữa cơ thể này. Chứ chúng ta không được bắt như thế này, hoặc là bắt như thế này. Đó. Chúng ta sẽ bắt hai tay nó tay bên kia ở chỗ nào thì tay còn lại ở đối xứng như thế. Và động tác này bắt xong nhá, chúng ta sẽ thả côn ở tay phải ra. Đó, kéo côn sang bên kia. Sau đó chúng ta kéo ngược lại, lại bắt tiếp. Mình làm liên tiếp này. Đó. Quay lại. Các bạn chú ý là côn mình kéo sát với thân người chứ không được kéo rộng ra ngoài. Kéo sát thân người này thì đường côn nó sẽ được gọn hơn và nó sẽ nhanh hơn. Khi nào như này, đường côn sẽ gọn hơn, nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Sau khi các bạn tập được thuần thục rồi thì các bạn sẽ làm liên tiếp. Đó. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác truyền côn ngửa tay
Như sau này, tại sao lại gọi là ngửa tay? Chúng ta để côn ở thế thủ cơ bản như thế này. Tiếp theo, nhả cái tay trên cầm côn ra, chúng ta vuốt như thế này và bắt lấy. Lại nhá, vuốt côn xuống dưới này, đánh số 8 ngược từ dưới lên rồi bắt lấy. Đây, nếu đúng ra thì nó là một số 0 ở phía ngoài, sau đó lật vào trong bắt lấy. Đây, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn như thế này. Đây, đó, đánh số 0 ngoài vào đây, lật bắt lấy luôn. Đây, số 0 ngoài, lật ngửa cái tay ra. Đây gọi là bắt côn ngửa tay, truyền côn đấy. Đây nhá. Đây, các bạn có thể tập đi tập lại như này, bao giờ thành thạo thì các bạn tiếp tục tập tiếp nhá. Đấy, đơn giản lắm. Bắt lấy này, lại đưa lên này. Bắt lấy, lại đưa về thế thủ này. Bắt lấy, đưa về thế thủ. Đó. Nhưng đây chưa hết động tác đâu. Đấy nhá. Chúng ta bắt lấy như này nhá. Sau đấy này, cái tay trái của chúng ta này đưa lên như thế này. Các bạn có thấy là ngón cái đang giữ cái thân côn, chúng ta hất vào phía trong mình. Đây, hất ở phía trong. Hất vào phía trong này nhé. Đây nhé. Hất vào phía trong này, đánh ra ngoài rồi, đưa vào trong. Lại nhá. Ngoài trong bắt. Vào trong này, ngoài trong bắt. Đấy, lại này. Bắt này, đưa vào trong này. Bắt này, đấy, đưa vào trong này. Bắt này. Cái này giúp cho chúng ta tập truyền côn ngửa tay nó quen. Giờ bạn Đức vào thực hiện rồi mình sẽ phân tích dần nhá. Rồi bạn Đức đứng nguyên nhá, để anh zoom nhá. Nào, chuẩn bị. Bạn Đức đánh thật chậm thôi nhá. Up. Đó, đánh vào trong. Chúng ta vuốt côn vào phía trong người mình nhá. Sau đánh ra ngoài rồi lại đưa vào trong để bắt. Bạn Đức đánh thật chậm thôi, cho các bạn khác tập theo. Ok, giờ bạn xoay ngang đi. Đấy. Đúng rồi. Tất cả những động tác này đều có tác dụng về sau khi tập nâng cao lên, nên là các bạn cần phải nghiên cứu và tập luyện cho thật tốt. Trong ngoài bắt, trong ngoài bắt, trong ngoài bắt, trong ngoài bắt. Đó, mình đang nói là thân côn bay ở trong và ngoài cánh tay, nó là như vậy nhá. Trong ngoài bắt. Đó. Rồi bạn Đức tập nhanh lên một chút nhá. Nhớ bắt thật tốt cái thân côn, có cái cảm giác khi mà nó về tay phát là mình vuốt đi luôn. Và động tác này rất dễ bay côn. Nếu tập không tốt, nếu không bắt dính tốt và không tập trung là sẽ bay côn. Đó, bạn Đức đứng dọc quay về đây rồi làm nhanh nhá, chuẩn bị. Đấy, đánh đi. Đó, tập nhanh nó sẽ được như vậy các bạn ạ. Các bạn nên tập động tác này thật nhiều để cho chúng ta quen côn đi nhá. Thôi. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển côn đằng sau lưng mà chỉ cầm một thân côn thôi. Giờ mình sẽ đứng trực diện và mình hướng dẫn nhé. Chúng ta vẫn cầm côn ở giữa thân côn này, lên thế thủ cơ bản này, chúng ta đánh xuống này, đánh lên này, đánh xuống, đánh lên. Đó, chúng ta chuyển qua đằng sau lưng mà chỉ cầm một thân côn mà thôi. Đó, đó là chuyển ở dưới. Rồi chúng ta chuyển ở trên này, phía sau này. Chúng ta đánh sang hai bên, đồng thời chuyển cùng trên một thân côn. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết như sau nhé. Đây, chúng ta, các bạn chú ý này, chúng ta cầm vào giữa thân côn này. Đây, cầm vào đây. Sau đấy này, chúng ta để trên cao đánh xuống này. Khi đánh xuống, chúng ta đánh làm sao cho cái thân côn này nó bay
lên đây và để dọc như thế này. Khi nâng côn để dọc như thế này cũng có lúc có nghĩa là nó sẽ bay sang phía bên này đây như sau này. Đấy, nó sẽ bay theo hướng như vậy nhé. Đây. Đấy, sẽ bay sang bên phải. Đồng thời tay chúng ta đặt vào đây, nhớ là đặt sát cái phần tay này vào đây này, chứ không phải cầm tận trên này nữa nhá. Đặt sát xuống đây rồi cầm lấy, sau đó kéo sang bên này đưa lên đó này, đánh xuống này, chúng ta cũng phải đặt sát vào đây cầm và đưa lên. Đấy, đấy là cầm một thân côn. Tiếp theo này, chúng ta đánh ở trên này. Trên cũng vậy nhé, khi các bạn tập này, đưa côn lên cao theo mặt phẳng này thì cái tay này đi theo, đưa theo luôn nhé. Đây này, hai tay đi theo luôn. Đây, hai tay đi theo nhau luôn nhé. Đây, lại. Đây. Nắm lấy thân côn một lần, xoay sang bên này, đánh xuống, đưa lên, cầm một thân côn, nắm lấy thân côn một lần, xoay, đánh xuống. Đây. Các bạn nhớ cho dù có đánh ngược hay đánh xuôi thì thân côn cũng nên để ở giữa, đặt vào giữa lưng này rồi chúng ta mới tóm lấy cái thân còn lại rồi đánh xuống. Này rất đơn giản thôi. Ok, rồi bạn Đức đã thực hiện nhá. Bạn đứng quay lưng lại đây. Chuẩn bị. Up. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là khi lên là cái thân côn, kể cả dưới lên hay trên xuống thì cái thân côn nó cũng chạy vào giữa lưng của bạn ấy. Đó, đó là chuyển bên dưới. Rồi bạn giờ bạn chuyển ngược lại bên trên. Rồi. Đó. Ôi. Ok. Vừa rồi là những động tác truyền chúng mình hướng dẫn tại clip số 10. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.